Và trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách nạp Coin trong cái app iWin này nha. Rồi đầu tiên các bạn vào cái mục sự kiện này. Đó. Và các bạn thấy chữ Give Coin không? Các bạn nhấp vào chữ Give Coin này. Đó. Rồi các bạn nhập cái mã Coin này vô đây. Đó thì mình cũng mới được tặng một cái mã thôi. Cái mã code này. Ok. Rồi các bạn bấm vào chữ đổi này nha. Đó các bạn thấy chưa, mình được 20.000 nè. Thì cái mã code này ở đâu ra thì mình nói thật với các bạn luôn á, là có hai cái cách để các bạn nhận được cái mã code này. Thì cái cách thứ nhất là các bạn tải cái app game này về. Thì cái link tải app á, mình để phía dưới phần mô tả của video nha. Các bạn tải cái app về xong các bạn cài đặt, xong rồi các bạn đăng ký bằng số điện thoại. Thì cái code, cái mã code này á, thì nó sẽ tặng ngẫu nhiên, chứ không phải là bạn nào cũng có nha. Thì nó sẽ tặng ngẫu nhiên, khi mà nó tặng các bạn vào cái mục thông báo này sẽ thấy là nó sẽ gửi cho các bạn. Nói chung là nó sẽ ngẫu nhiên chứ không phải là ai cũng có nha. Rồi cái cách thứ hai để có được cái mã code này thì các bạn có thể là làm một người đi giới thiệu. Có nghĩa là các bạn đi giới thiệu được nhiều người rồi, các bạn có thể là xin tổng đại lý của cái app game này á, là cái mã code là họ sẽ cho các bạn nha. Thì ngoài ra các bạn hàng ngày các bạn còn có thể vào cái mục sự kiện nè, các bạn điểm danh mỗi ngày luôn đó. Các bạn thấy không, mình mới điểm danh là ngày hôm nay rồi nè, điểm danh cũng có tiền rồi. Các bạn có thể vào cái mục su chia sẻ này và chia sẻ mỗi ngày lần đầu share Facebook là các bạn sẽ được 3.000. Là nói mà các bạn chia sẻ thôi là một tháng các bạn đã được 90.000 rồi đó, các bạn thấy không. Rồi ngoài ra còn có rất là nhiều sự kiện, như là sự kiện cây tiền này đó, để các bạn tích lũy điểm mỗi ngày. Rồi các bạn có thể chặt cái cây tiền này. Thì cái cây tiền này mình có một lần là mình chặt là được mấy trăm nghìn đó các bạn đó. Rồi có cái sự kiện cái vòng quay này nữa nè các bạn đó, các bạn thấy không. Là cái này là các bạn là chơi game nhiều, các bạn tích lũy điểm và có thể quay cái này thì cũng hên xui nha các bạn, có khi ít có khi nhiều nhưng quay là cũng có tiền đó. Rồi thì ngoài ra các bạn là có thể là lấy cái link đi giới thiệu vào cái mục làm giàu này đó, các bạn nhấn sao chép và các bạn dán ra ngoài là các bạn có một cái link, là các bạn lấy cái link đó để đi giới thiệu người khác. Các bạn đăng bài lên mấy cái nhóm mà kiếm tiền online MMO rồi đó. Thì cái app này là mình đã kiếm được 16 triệu mấy trăm ngàn rồi này các bạn, mà mình chưa hề bỏ ra 1.000 nào. Nghĩa là mình là người đi giới thiệu, các bạn cũng có thể làm y chang như mình. Rồi các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất nha. Cảm ơn các bạn.